Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cách chúng ta kích hoa cho hồ điệp nở chuẩn Tết 2023. Thì điều kiện cần và đủ để kích một chậu lan hồ điệp ra hoa mà nó có sức khỏe tốt, để nó nuôi, mình kích xong nó phải nuôi được ngòng hoa. Chứ nếu mình kích mà cây nó đang còn yếu quá, mình kích á, nó ra ngòng hoa rồi nó cứ rớt lá chân thì cũng không hay lắm. Thì mọi người thấy cái bộ rễ của cây lan rất là ổn định thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình kích. Đó, mọi người thấy cái bộ rễ nó chùm chùm luôn, bộ rễ rất là ổn thì ha. Rồi đây em đã kích, thì sau khi em thực hiện được 2 tháng thì ngòng hoa nó đã ra được 3 ngòng. Ngòng này là ngòng cũ năm ngoái ạ. Đây là em thử nghiệm để em chia sẻ với mọi người. Mỗi năm thì bây giờ thuốc càng ngày nó càng tiên tiến, phân bón nó càng ngày càng tiên tiến rồi, cho nên là mình cũng nên chăm sóc và để Tết mình có những cái chậu lan đẹp cho chính tay mình chăm sóc, mình chơi hoa. Bây giờ em sẽ làm ví dụ tại sao em lại làm ví dụ cái chậu lan này, vì em chia sẻ với cô chú anh chị luôn nha. Mọi người có thể đếm cây này được 7 lá. 7 lá. Thì những cái lá, có một số lá nó bị thán thư thì em đã chữa khỏi, nó đã khô rồi. Còn những cái lá mới ra nó không bị nữa. Và cây bên đây nó rất là, nhìn lá nó rất là yếu, cho nên là em không có kích. Đó, cái ngòng đó là ngòng hoa năm ngoái chứ không phải ngòng năm nay nha. Đó, em không có kích. Đó, tại vì là khi cây mà nó đang yếu mình không nên kích. Cái VTL17 này em khuyến cáo cô chú anh chị và các bạn nên dùng cho những cây khỏe thì nó sẽ có kết quả tốt. Còn cây yếu em sợ nó sẽ không ra hoa mà nó sẽ ra cây con. Như vậy thì cây con mà mình chăm sóc á, thì cô chú anh chị phải chăm sóc cho tốt, chứ không là nó lại suy nhược cả mẹ nữa. Thì hôm nay em chỉ chia sẻ với mọi người chúng ta dùng VTL17 trước khi dùng để có kết quả tốt nhất. Cây phải ít nhất 5 lá nha, phải đủ 5 lá, và điều kiện á, bộ rễ phải ổn định và cô chú anh chị phải thuần ít nhất là 3 tháng trở lên, vì sau 3 tháng thì bộ rễ của nó bắt đầu ổn định rồi. 3 tháng cô chú anh chị phải kích làm sao cho rễ ra đẹp. Trước khi kích hoa mọi người nên lưu ý, mình có thể tưới phân kích rễ 2-3 lần liên tục, mỗi lần tưới cách nhau 5 ngày để cho nó có bộ rễ thật là đẹp, thì khi cây lan mà ra ngòng hoa nó sẽ phát triển rất là tốt. Và mọi người dùng VTL17 này, trước khi dùng mọi người tưới thật đẫm cây lan đi, để cho nước ráo khoảng, để chỉ cần 5 phút thôi nha, không để lâu. Mọi người chỉ nhỏ một giọt duy nhất vào đúng những cái chỗ mình cần kích. Cô chú anh chị, một cây lan mọi người chỉ nên dùng từ 2 đến 3 ngòng hoa. Còn nếu mà mình chăm sóc không tốt, mình chỉ cần một ngòng, tức là mình nhỏ một vị trí cố định là được, nhỏ vào đúng nách lá. Ví dụ như cái nách này mình muốn kích hoa, cô chú anh chị tưới xong nhỏ vào trong nách này một giọt là được, nhỏ vào buổi chiều mát, có thể đem vào chỗ râm mát để một ngày hôm sau mình sẽ tưới và chăm sóc bình thường. Sau khi nhỏ 3 ngày, tức là nhỏ một ngày sau mình sẽ tưới nước bình thường, sau khi nhỏ 3 ngày mọi người muốn cho nó có kết quả tốt thì nên tưới lân cao. Ví dụ như 10-55-10 cộng kết hợp với B1 và Atonic để nó kích thích sinh trưởng, nhằm mục đích là cây lan nó có ngòng hoa đẹp. Và sau đó khi cây lan nhú ngòng hoa rồi, 10-55-10 cứ một tuần mình tưới một lần. Khi nào nếu mà kết quả nó mà đúng tốt nhất, 10 ngày đến 2 tuần là nó sẽ bắt đầu nhú cái ngòng hoa lên. Cô chú anh chị, nhưng điều kiện là vườn nhà mình, khu vườn phải có đủ nắng như vậy này. Riêng cái VTL17 mình kích là nếu mà thiếu nắng nó vẫn cũng có thể ra hoa. Ý là cái chỗ giàn lan nhà mình không có nắng nhiều nó vẫn có thể ra hoa nha mọi người. Điều đặc biệt là như vậy. Rồi chúc mọi người thành công nhé. Nếu video của em hữu ích, có thể mang lại giá trị cuộc sống, thì hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh để đồng hành cùng em.